sau cả một khoảng thời gian cầm chiếc máy ảnh ở trên tay, mình đã nhận được rất rất nhiều những lời cổ động của những người anh em. Ví dụ như kiểu: sao mà em vẫn chưa thấy anh ra video mới thế? Lần trước em gặp anh thì anh lại bảo là anh bận. Để em chống mắt lên xem anh bận đến khi nào. Ok, và ngày hôm nay mình sẽ lập ra kênh YouTube đầu tiên của mình để nói về việc mình học tập cũng như là các chuyến đi. Ngày hôm nay thì sẽ là chuyến đi đầu tiên. Let's go. Rồi, mà cái đầu tao là đi